Hello tất cả anh em, lại là mình Minh Anh đây. Thì hôm nay thì Minh Anh sẽ tiếp tục đi hỗ trợ salon, một salon của anh chị ở Bắc Giang, ok anh em nhé. Thì hôm nay thì đến hỗ trợ salon thì Minh Anh đang chuẩn bị bóc một cái màu đỏ đồng, ok anh em nhé. Thì bé gái này thì cũng mới nhuộm đỏ đồng hôm được tầm độ 1-2 hôm, ok anh em ạ. Thì bé vẫn thích cái màu hồng, vẫn thích cái màu hồng, nhưng mà nhuộm thì nó lại bị ra màu đỏ đồng này, ok anh em nhé. Thì hôm nay thì Minh Anh sẽ tiếp tục gửi tới tất cả anh chị em salon trên toàn quốc một cái mẫu tóc, đó là cái màu hồng nhạt, màu hồng phai, ok anh em nhé. Thì như anh em đang quan sát thấy thì Minh Anh đang sử dụng cái bóc màu, thì để nhuộm được cái màu hồng nhạt thì anh em lưu ý là mình sẽ phải bóc bớt cái màu đỏ, bóc hết cái màu đỏ này ra, thì sau đó thì mình sẽ đưa cái màu hồng vào, ok anh em nhé. Thì Minh Anh đang tiến hành sử dụng cái bột tẩy, đó là cái bột tẩy xanh, ok. Cái bột tẩy xanh Minh Anh đang sử dụng là 30g bột tẩy xanh và cộng với lại 30g dầu xả anh em nhé. Anh em có dầu xả thì cho dầu xả, mà anh em có collagen chơi sang hơn thì mình sẽ cho collagen. Thì dầu xả và collagen thì mình đang cho là mỗi loại là 30g, tỷ lệ là bằng nhau. Và sau đó thì Minh Anh sử dụng là 30g oxy, oxy 3 anh em nhé. Thì sau khi mà Minh Anh đã bôi xong hết một lần ấy, thì bắt đầu thì mình sẽ check lại. Đó, mình sẽ check lại, ok anh em nhé. Thì mình sẽ check lại thì mình sẽ vào mớm chân, ok anh em ạ. Thì mình sẽ vào mớm chân. Thì trong cái quá trình mà khi mà mình vào như này ấy, thì hỏi bé có sót không thì bảo là không sót thì chắc chắn một điều anh em nhé, bởi vì khi mà mình vào mớm chân như này thì nó không bị sót, ok anh em ạ. Còn Minh Anh có một cái cách đẩy mình sát vào da đầu nó không sót, thì cái clip tới thì Minh Anh sẽ, hoặc là có cái dịp nào thì Minh Anh sẽ chia sẻ cho anh em được và cái cách đẩy sát vào da đầu nhưng mà không bị sót, ok anh em nhé. Thì sau khi mà mình bóc cái phần đỏ đồng xong và cái phần đỏ đồng đã sạch, thì mình sẽ kiểm tra và cho anh em cùng xem, và sau đó thì mình sẽ tiến hành thì mình nhuộm, ok anh em nhé. Cái sợi tóc nó đã sạch cái đỏ đồng, ok. Thì đây là Minh Anh đang sử dụng cái bột tẩy xanh, thì nếu mà anh em mà có bột tẩy trắng thì anh em có thể là kết hợp với lại cái mix green để anh em bóc, ok anh em nhé. Mix green hay là mix blue thì nó tùy theo cái làn hiển thị đó, tùy theo cái làn hiển thị thì để anh em bóc thì nó sẽ sạch được cả ánh đỏ hoặc là ánh đồng, ok. Đây là cái mẫu tóc mà Minh Anh vừa bóc xong, thì hiện tại thì Minh Anh đang live stream ấy. Cái phần này thì Minh Anh đang live stream, nếu mà anh em mà có Facebook của Minh Anh thì Facebook của Minh Anh là Minh Anh Color, thì nó cũng kiểu tên như của kênh YouTube ấy. Thì cái lúc đó thì Minh Anh đang live stream, nên là trong cái quá trình mà mình không quay được cái đoạn đó thì mình dạo này thì mình hay quay bằng điện thoại anh em ạ, lên cái màn hình thì nó hơi dọc một tí đó. Thì đây là cái màu Minh Anh đang sử dụng, đó là cái màu 1506 và cái màu H55 và cái màu 901 và cái màu 011, thì nó sẽ được cái kết quả như này, ok anh em nhé. Thì Minh Anh đang sử dụng cái sản phẩm của Livermark Baro đó, ok. Thì một số anh chị em hỏi Minh Anh là trong cái quá trình mà khi mà mình bóc cái này ấy, ok, đây là mình tí nữa mình lại nói tiếp nha, ok anh em nhé. Và đây là những cái bộ giáo trình của Minh Anh và những cái sản phẩm mà Minh Anh đang cung cấp ở trên thị trường của Livermark Pro. Thì anh em quan sát thấy cái bộ giáo trình thì anh em có thể là liên hệ với số Zalo của Minh Anh, thì Minh Anh sẽ ship và free ship cho tất cả anh em nhé. Đó, mà một bộ giáo trình của Minh Anh thì nó là 400.000, ok anh em nhé, 400.000 miễn phí ship. Thì nếu mà anh em hiểu sâu về màu ấy thì anh em làm nó rất chi là đơn giản đó. Còn nếu mà mình mà tiếc tiền ấy, tiếc 400.000 ấy, mà mình chỉ cần mình nhuộm một cái đầu nó hỏng thôi ạ, mình lại phải nhuộm lại thì một quyển giáo trình mà giúp mình được làm màu tốt hơn, thì mình khuyên mọi người thì mọi người cũng lên tìm hiểu trước khi làm màu ấy, thì lên tìm hiểu sâu về màu để mình sẽ được cái kết quả là ok như thế này, đúng không ạ. Đây là cái màu hồng phai mà Minh Anh vừa thực hiện xong. Thì Minh Anh đang sử dụng cái màu, đó là cái màu 1506, đó là 60g, ok anh em nhé. Và cái màu H55 thì Minh Anh đang, H55 nó là cái màu hồng anh em nhé, màu hồng đó, thì Minh Anh đang sử dụng là 20%. Và cái màu 901 của Livermark Pro thì Minh Anh cũng đang sử dụng là 20%. Và cái mix
thì mình sẽ tính ở ngoài, mình sẽ không tính vào phần oxy. Và mình cũng đang sử dụng là 20% ở trên cái tông mắt, thì mình sử dụng là 20% cái màu 011. Thì mình dịch chuyển đi thì nó sẽ được một cái màu hồng. Còn đây là cái phần mà Minh Anh đang quay lên cái phần đã làm TikTok ấy, là phần TikTok. Thì cái phần TikTok của Minh Anh thì cũng là cái màu sorry của anh em, TikTok của Minh Anh thì nó cũng là cái Minh Anh Color. Thì Minh Anh quay những cái đoạn mà TikTok lên nó có phụ đề thì anh em xem sẽ hiểu hơn. Ok anh em nhé. Đây là cái công thức mà Minh Anh cũng vừa đọc qua cho anh em. Thì anh em có thể là tham khảo công thức hoặc là biết thêm về chi tiết nhiều hơn thì anh em có thể là tham khảo ở dưới cái phần mô tả của Minh Anh, dưới cái phần video ấy, ok anh em nhé. Dưới cái mũi tên ở dưới góc video ấy, ở dưới đấy, cạnh cạnh video ấy, ok anh em nhé. Thì cái bộ giáo trình ấy, thì anh em lưu ý là trong cái bộ giáo trình của Minh Anh thì nó có 139 trang. 139 trang thì nó sẽ bao gồm tất cả các lý thuyết về màu, hay là cách tính, hoặc là phân tử lượng, hay là quá trình mà mình cách tính lân tông, hạ tông, hay là phủ bạc, và tất cả các công thức và cách tẩy không sót, không rát ra đầu. Thì có thể là anh em liên hệ với cái số Zalo của Minh Anh thì Minh Anh sẽ hỗ trợ tư vấn cho tất cả anh chị em ở trên toàn quốc đó. Còn cái bộ giáo trình thì khi mà mình tìm hiểu sâu về cái màu thì mình sẽ làm nó ok hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn. Thì trong cái quá trình mà mình làm ấy thì mình phải biết trước được kết quả. Khi mà mình làm mình biết trước được kết quả thì anh em phải hiểu được sâu về màu thì mình sẽ đọc được kết quả. Thì sau khi mà có kết quả thì mình sẽ làm thì thành công nó rất chi là ok. Còn nếu mà anh em mà làm theo kiểu công thức mà mặc định ấy thì mà anh em phân tích mà nó không đúng ấy, thì chắc chắn một điều là khi mà mình làm một màu thì nó sẽ ra thành một màu. Thì cái quá trình mà khi mà mình chưa hiểu sâu về màu thì mình chi phí nó mất rất chi là nhiều tiền, đúng không ạ? Chi phí nó mất rất chi là nhiều tiền, nên là anh em có thể bỏ ra 400.000 để mình hiểu sâu về màu hơn. Ok anh em, thì anh em có thể là liên hệ với Minh Anh thì Minh Anh sẽ hỗ trợ và tư vấn cho tất cả anh chị em. Ok anh em nhé, hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo.